Dạ, kính chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của đường phố Sài Gòn. Hiện tại em đang đứng ở khu vực thành phố Thủ Đức. Trước mặt chúng ta là một cái bảng chỉ dẫn. Nếu mà quẹo phải là lên cầu Ba Son về hướng trung tâm quận 1. Còn đi thẳng luôn là sẽ đến hầm vượt sông Sài Gòn, là hầm Thủ Thiêm á cô chú anh chị. Dạ, bây giờ là 2 giờ đúng buổi trưa ngày thứ hai đầu tuần, ngày 17 tháng 7 năm 2023. Dạ, hôm nay xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân em đi dạo một vòng ở đường phố Sài Gòn một buổi trưa thứ hai đầu tuần. Dạ, bây giờ em sẽ quẹo phải để chúng ta đi lên cây cầu Ba Son cô chú anh chị. Dạ, trời đang có nắng nhẹ và gió rất là mát. Mấy bữa nay cũng ảnh hưởng bởi cơn bão số 1 đó cô chú anh chị. Nên buổi chiều tối ngày hôm qua ở Sài Gòn mưa rất là lớn nha cô chú anh chị. Rất là lớn luôn á, mưa rất là lớn. Dạ, đây là đường R12. Ở đây con đường nó có tên là R12 cô chú anh chị. Dạ, bây giờ mình cùng đi lên cây cầu Ba Son. Dạ, đầu video clip xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều may mắn, nhiều niềm vui trong cuộc sống và cảm thấy thư giãn khi xem video clip của kênh YouTube đường phố Sài Gòn. Dạ, trong ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đi dạo thôi cô chú anh chị, đi dạo vòng vòng đường phố thôi. Thấy cái gì thì em sẽ quay lại cái đó chia sẻ cho mọi người xem ở đường phố Sài Gòn một ngày thứ hai đầu tuần như thế nào. Bây giờ 2 giờ trưa thì là cái giờ mà bà con làm văn phòng á, người ta vừa ăn cơm trưa xong cô chú chị, người ta mới ăn trưa xong rồi người ta đang bắt đầu vào làm việc cho cái ngày làm việc đầu tuần, đầu giờ chiều làm việc đầu tuần. Dạ, đây là cầu Ba Son cô chú chị. Đây là cây cầu Ba Son. Trời bắt đầu có nắng rồi cô chú chị, nhưng mà nó không có nắng gắt lắm tại vì đang ảnh hưởng bởi bão số 1 ở ngoài khu vực miền Bắc á, nên là trong Sài Gòn nó cũng không có nắng gắt lắm, trời khí hậu cũng mát mẻ dễ chịu. Đây là cây cầu Ba Son. Chúng ta có thể thấy cây cầu dây văng này rất là đẹp. Rồi chúng ta sẽ xuống cầu đi cái nhánh bên phải để chúng ta đi ra ngoài đường Tôn Đức Thắng rồi đi ra ngoài bến Bạch Đằng rồi đó chị. Hôm nay chúng ta sẽ đi dọc theo đại lộ Long Tây ở đường Võ Văn Kiệt. Chúng ta vô khu vực quận 5. Rồi chúng ta xuống cầu Ba Son. Ở đây thì có hai len có gì ha. Bên phải là len xe máy nè, bên trái là len xe hơi. Bên phải đây có một công trình đang xây dựng nè cô chú chị. The Sun Tower. Một công trình đang xây dựng, đang có người để xây dựng. Rồi đến đây thì chúng ta quay đầu quý chị. Ở đây là một cái điểm quay đầu, quay đầu xe. Qua bên quận 1 là cô chú chị thấy là mật độ xe cộ nó khác liền ha, khá là đông xe. Bên thành phố Thủ Đức thì đường rộng rãi vắng xe hơn. Qua bên quận 1 là bắt đầu đông xe rồi cô chú chị. Chúng ta đang đi ra ngoài hướng bến Bạch Đằng. Xe màu đỏ đẹp quá. Kia Carnival. Rồi nó có cái option ở trên để hành lý coi các chị. Có cái máy để hành lý đẹp quá. Đây là chân cầu Ba Son hướng từ quận nhất để chúng ta đi ngược trở lại qua bên thành phố Thủ Đức.
gió lớn ghê. Ở đây nó gần mấy tòa nhà cao tầng á cô chú chị, nên là gió nó lùa xuống, gió rất là mạnh. Đó, chiếc xe màu đỏ đẹp ha, Carnival. Xe đó rộng lắm cô chú chị, chiếc nó rộng lắm. Thêm chiếc này nữa cũng đẹp nữa chị, Mercedes S400, chiếc màu xanh, màu xanh Petro, xanh Tiger rất là đẹp. MG là một hãng xe của nước Anh nhưng mà sau này đã thuộc về Trung Quốc rồi, hãng MG. Chúng ta đang ra trung tâm quận nhất rồi cô chú anh chị. Chúng ta đang ở trung tâm quận nhất. Rồi ở đây có đèn đỏ gì, đèn đỏ chỗ này dừng lại cho khách nước ngoài đi qua nè. Chỗ này đa số bà con là hay qua luôn, qua luôn cái bị người ta đánh giá là không có văn hóa giao thông. Cái xe màu đỏ này họ xuống rồi nè, dừng lại rồi nè, chiếc nó đẹp ghê. Rồi nếu mà quẹo phải ở đây là chúng ta đi vô phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi đó chị. Hôm nay chúng ta không vô Nguyễn Huệ ha, chúng ta đi thẳng về Đại lộ Đông Tây luôn. Hôm nay mình chạy về hướng quận 5 luôn đó chị, xem đường phố Sài Gòn như thế nào. Bên phải là đường Hàm Nghi rồi các chị, bên phải là đường Hàm Nghi. Rồi ở đây có tòa nhà này khởi động được một thời gian ngắn, bây giờ lại tiếp tục đóng cửa rồi các chị. Tòa nhà của Vivaland IFC One đó các chị, thi công được một thời gian bây giờ tiếp tục đóng cửa đây. Rồi cuối cùng là không biết tòa nhà đó khi nào mới vận hành nữa. Đây là khu vực kho bạc nhà nước nè, rồi nhiều ngân hàng cũng ở đây cô chú chị. Ồ bên trái quá trời chim bồ câu luôn. Đây bên phải là ngân hàng nhà nước Việt Nam là cô chú chị. Đây là đường Master, ngã ba đường Master, ngân hàng Vietcombank. Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chè Thái của Kim. Rồi chúng ta tiếp tục đi thẳng Đại lộ Đông Tây. Bên phải là đường Ký Con rồi các chị.
bên phải là đường Kiết Con. Rồi, ở đây có hai lane ha, chúng ta đi bên trái, tiếp tục di chuyển trên đường Kiết Con. Cái đường này là Đông Tây với lộn Kiết Con là cái ngã ba hồi nãy mình mới qua, còn ngã ba này là ngã ba đường Việt Xin. Đây có quán nhậu út út nữa, món nướng Mỹ, món nướng kiểu Mỹ á các chị. Rồi, nhưng mà chúng ta là cầu Ông Lãnh, quẹo phải là đi về đường Nguyễn Thái Học. Đi về đường Nguyễn Thái Học của chúng chị. Còn trên đầu chúng ta là cầu Ông Lãnh. Rồi, chúng ta tiếp tục đi về hướng quận 5 của chúng chị ha. Đi về hướng quận 5. Đây là ngã ba đường Đề Thám nè các quý anh chị. Bên phải chúng ta là đường Đề Thám. Rồi phải là đường Đề Thám và thẳng ra khu Phú Tây Bùi Viện á các quý anh chị. Đây là công an phường Cù Giang. Chúng ta sắp đến một cái ngã ba nữa. Ngã ba này là đường Hồ Hảo Hớn các quý chị. Vừa phải với đó là đường Hồ Hảo Hớn. Chúng ta đang tiếp tục di chuyển trên chỗ đó người ta làm tượng đẹp quá. Đây là đại lộ Đông Tây các quý chị. Đường Võ Văn Kiệt. Hồi xưa nó là đường Bến Chương Dương á các quý chị. Hồi xưa khu này là khu Bến Chương Dương. Đây là ngã ba đường Trịnh Đình Xu nè. Quẹo phải với là Trịnh Đình Xu. Đường Trịnh Đình Xu chỗ này có cái quán hủ tiếu chay bán ngon lắm. Những năm 2000 là mấy bạn trẻ là hay ra đó ăn hủ tiếu chay. Mà đặc biệt là ăn buổi tối và ban đêm đó chị. Khoảng 10 giờ 11 giờ 12 giờ khuya đó là ra đó ăn hủ tiếu chay. Anh chạy ngược chiều luôn, ngược chiều nhưng mà chạy với tốc độ khá là cao. Đây là ngã ba đường Nguyễn Cảnh Chân nè các chị, đường Nguyễn Cảnh Chân. Rồi phải là vô Nguyễn Cảnh Chân. Nguyễn Cảnh Chân nổi tiếng với nhiều quán ăn, nhiều đồ ăn ngon. Đây có công ty cổ phần xi măng Vsem Hà Tiên là có gì. Công ty cổ phần xi măng ha. Đây công ty nước giải khát Chương Dương. Nhà máy nước giải khát Chương Dương rất là nổi tiếng ở đường Bến Chương Dương hồi xưa. Oh,
này có quán pizza Hobby này. Rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển. Đây là cầu Nhân Cừ quý vị. Đây là cầu Nhân Cừ ha. Cầu Nhân Cừ. Từ năm 2018 đến năm 2022 có 61 người qua đời trên tuyến đường này vì tai nạn giao thông. Đường này thì có vài đoạn của chúng chị chạy cũng cẩn thận bắt tốc độ thôi chị. Ồ, rớt đồ, rớt đồ này, rớt mấy cái chai nhựa. Này là mấy cái gờ giảm tốc chạy nhức đầu quá, nó xe nó tưng 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 đó coi chị. Rồi tiếp tục đi thẳng đại lộ Đông Tây. Sao hai bạn này dừng lại đây? À, hai bạn nhỏ đó không biết được. Có mấy bé sinh viên lên đó coi chị, rồi lần đầu chạy ở Sài Gòn á, cũng chưa biết đường đó. Rồi đây ngã ba đường Trường Bình Chọng nè quý anh chị, bên phải là đường Trường Bình Chọng. Đây là trường tiểu học Hàm Tử quý anh chị. Hồi xưa ở dưới đây cái đoạn này có tên là bến Hàm Tử, có bệnh viện nhiệt đới với lại bệnh viện tâm thần. Người ta hay nói chơi, nói giỡn với nhau là chở ra 92 Hàm Tử á các anh chị. 92 Hàm Tử là bệnh viện tâm thần á, là hay nói giỡn nói chơi với nhau á. Ở đây có một cái hàng rào để bảo vệ cho người đi bộ nè các anh chị. Đi bộ là đi bên trong cái hàng rào đó ha, bảo vệ người đi bộ không cho xe vô. Đó, đây là bệnh viện nhiệt đới, bên phải là bệnh viện tâm thần là có cái gì 92 Hàm Tử. Vô bệnh viện tâm thần cũng mệt mỏi chị ha, cái đầu óc không có bình thường á, vô phải kiểm tra rồi tùm lum hết, khổ. Chợ Hòa Bình đó có chú chị. Nếu mà mình đi bên phải á, là mình vô chợ Hòa Bình á. Còn hôm nay là em muốn đưa cô chú chị và các bạn đi dọc hết cái tuyến đại lộ Đông Tây này luôn, đi đến vô Hải Thường Lãng Ông, khu Hải Thường Lãng Ông, khu chợ lớn á cô chú chị, đi thẳng vô khu đó luôn. Cái phố người ta bán mấy cái đồ
mấy cái chiếc vòng cẩm thạch, vòng mã não, rồi vòng tay phong thủy rồi đó chị, nanh heo ngại voi rồi đó. À, mình không có kiểm chứng được là hàng nào là hàng chất lượng cao hết, hàng nào là chất lượng thấp hết. Mình không có rành, không phải vô trong nghề nên mình không có rành của chú chị. Đoạn này hay bị mất tốc độ lắm nè, của chú chị, của chú chị về chậm thôi. Đoạn này cho chạy có 50 à, mà nhiều người chạy nhanh lắm. Đoạn này nó rộng quá chú chị, khúc này nó rộng nè, cho chạy 50 rồi, nhiều người chạy 60, 9 tốc độ là bình thường. Ở đây có cái công viên để mọi người ra vô tập thể dục. Bên kia là có một cái hẻm là nơi của trụ sở đoàn lưng Nhân Nghĩa Đường đó các chị. Đoàn lưng Nhân Nghĩa Đường bên tay phải nè, trụ sở trong đó Nhân Nghĩa Đường, đoàn múa lưng rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Chạy quá tốc độ phạt, thấy ghi phạt từ 800 đến 1 triệu đối với xe máy. Ôi, trong kia đại thế giới dẹp hết rồi. Công viên nước đại thế giới dẹp rồi, cũng nhìn thấy ghê quá. Ở đây vẫn còn cái bồn nước ha. Sao công viên đó không làm thành cái khu thể thao đi ta, là thành khu liên hợp thể thao quận 5 cho bà con chơi. Kế bên là có một cái nhà văn hóa thể thao quá các chị, nhờ cái sân công viên nước rộng lắm, làm được một cái sân đá banh bự luôn á. Sắp đến Hải Thượng Lãn Ông rồi, gì đây là đường Tảng Đà rồi nè, đây là khu vực đường Tảng Đà. Bồn cầu cũ, cầu thang cũ nè quý chị. Ô, rớt rồi. Lụm lên. Rồi, quẹo đây là ra khu vực Hải Thượng Lãn Ông, chợ lớn quý chị. Đây, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, là ở đây. Đây, khu này khu bán thuốc đông y rất là nhiều, thuốc nam, thuốc bắc rồi đó cô chú chị, là khu này thuốc đông y. Em vô một đoạn ngay Hải Thượng Lãn Ông cho cô chú chị xem ha, rồi chúng ta đi về. Dạ rồi, đến em xin kết thúc video clip của mình ở đây. Hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn ở video clip tiếp theo. Chúng ta sẽ quay về đường Hải Thượng Lãn Ông. Kính chúc mọi người thật là nhiều may mắn, nhiều niềm vui trong cuộc sống, và cảm thấy yêu đời khi xem video clip của kênh YouTube Đường Phố Sài Gòn. Cô chú chị yêu thương, bấm like video clip, bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh YouTube Đường Phố Sài Gòn. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong một video clip tiếp theo.
về vlog đường phố. Em xin phép được trân trọng kính chào ạ.